Em chào cả nhà nhé. Nên like nha các bác ơi. Nay buổi tối này, đây cái nhãn to luôn nhá. Hỏi mồm cho ấy. Ê, mà hát ngày nay bay. Hai này. Ba này. Bốn này. Bốn cái to này nha, rất là đẹp luôn này. Đó, có 300k thôi nha các bác nha. Đây là lô số 1 này. Đây là lô số 2 này. Đó. Lô này thì 1 này. 2 này. 3 này. 4 cây nhá. 4 cây này cũng 300k này. Lô này thì được 4 cây, nó nói chung là được cái này được cái kia nha các bác ơi. Nó được cái nhỏ hơn cái kia nhưng mà nó được nhiều hơn cái kia. Cái này 4 cây, cái kia 3 cây nhá. Lô số 2 này cũng 300k này. Còn đây lô số 3 nhá. Đó. Lô số 3 này có nụ rồi này. Đây. Còn cây to nhá. 18 chai đúng không? Lô số 3 này 250 này. 250 này. Còn đây là lô số 4 này 150k nhá. Lô số 4 cây to này nhá. 150 này. Đây là lô số 5 các bác ơi. Lô số 5 này 1 này. 2 này, 3 này. 3 cây to này có giá 200k thôi nhá. 3 cây to này 200k này. Đó. Đây là lô số 5 này. Còn đây là lô số 6 này, nhận rời nhá. Nhận rời này. Đó, rất là nhiều cây luôn. Đây. Lô này 300k này. Còn đây là lô nguyên bản nha. 1 này. Rồi bố cái điện thoại to này, này. Bố vào YouTube bố chốt na lùn này. 3 này. 4 này. Rồi. 5 này. Đây. Lô này lô số 7 150k này. 150 nhá. À, lô số 8 này. Lô số 8 này, 15 cây giống này 200k thôi nhá. Đây là lô số 9 này. Ở trong cái thao đón nhá. 2 này. 3 này. 4 này. 5 nha, cái lá mít đẹp luôn này. 6 này. 7 này. 8 này. Cái này nó các bác yên tâm đi nhá, nó không phải ra rễ đâu, nhân ra cùn cái này đâu, cái này thằng nhon nó rất là nhanh ra rễ luôn. Rất là nhanh ra rễ nha các bác nha. Cái này nha. Cái lá mít nha. Lô này 300k này. Và đây là lô cuối cùng nhá. Lô cuối cùng này. Đó. Cái này mẹ con nhá. Hai cây mẹ con này, một này. Xíu à. Có đá không? Hai này. Ba này. Bốn này. 5, 6 này. 7, 8 này. Thêm cây nữa 9 cây nhá. Lô này cũng 300k, cây này cũng đang nụ này các bác ơi, cũng có cây mẹ con nhá, cây này lô này nhá. Lô này cũng 300k này, bác nào yêu cầu hàng cứ gọi về cho em nhá. Em chào các bác nhá.